Triệu xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Triệu Gôn trân trọng giới thiệu cả nhà mình một sản phẩm nhẫn bạc ta vừa hoàn thành, viên đá sapphire xanh. Đây, viên đá sapphire xanh hàng xuất xứ Lục Yên, Yên Bái, màu xanh tím than. Viên đá này trị giá là 2 triệu. Triệu Gôn đã bán cho anh Hảo ở trong Đồng Nai. Hôm nay anh ấy gửi viên đá này ra công ty của Triệu Gôn ở số nhà 046A Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai để đánh cái nhẫn bạc này. Triệu Gôn mới làm xong cho anh sản phẩm này. Phía trong này có lót lòng, đấy, lót lòng đồng tiền cầu tài. Đây, nhãn hiệu GTG. Đấy, GTG là chữ G, là chữ Gold này, chữ T này, chữ Triệu này, chữ G là viết tắt của ZST này. Gold Triệu ZST. Chị vô làm cho anh rất là dày dặn. Người bạc ta ấy.